Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Con nghe nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng và khi tụng sẽ không bị vong theo cũng như bóng đè nữa, có đúng không ạ? Con xin thầy giải thích, giải đáp giúp con ạ. Tùy theo. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà chúng ta nhất tâm, tức ta dùng tất cả tấm lòng chân thành, thành kính ấy, mà tụng kinh Địa Tạng thì không có vong nào theo được mình cả. Mà nếu có vong theo đi chăng nữa thì tất cả vong đó chỉ theo để hộ pháp, để hộ vệ cho mình. Vong theo để học hỏi nơi gì? Nơi mình mà thôi. Nương theo mình ấy, để học giáo lý của Đức Phật mà thôi. Chứ vong đó không hại được mình. Và cũng không có một cái bóng nào có thể đè được mình nữa. Và mình chẳng đè lại họ thì thôi, chứ chả ai đè mình nữa. Nhưng mà phải dùng lòng chân thành để tụng kinh, thành kính tha thiết để tụng kinh, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho mình, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho mình. Thì khi đó mọi gì, mọi tà ma, mọi quỷ gì, quỷ sứ đều phải lánh xa mình hàng trăm bước, hàng trăm thước, thậm chí gì hàng cây số, nó phải lánh xa mình như vậy. Chứ huống chi là nó có thể gì, nó có thể hại mình và nó có thể bắt được mình. Trong kinh Địa Tạng nói gì, khi mà người đi đâu xa, kể cả vào nơi chiến trường, đau thương súng ống loạn lạc như vậy, nếu tụng được gì, tụng kinh, tụng bộ kinh đó được 3 hoặc 7 bộ kinh đó, 21 biến kinh Địa Tạng đó, và niệm gì, niệm được 10 vạn câu Phật hiệu đó, thì người đó đi vào nơi gì, nơi chiến trường binh đao khói lửa, các cụ ngày xưa nói chỉ có gì, chỉ có khi mà ra chiến trường binh đao khói lửa như vậy, chỉ có là bom đạn tránh mình, chứ mình làm sao tránh được bom đạn. Các vị thấy có ai tránh được bom đạn không? Ra chiến trường thì không có ai tránh được bom đạn, mà chỉ có bom đạn tránh mình thôi. Cho nên ở kinh Địa Tạng nói là người nào mà làm được cái điều đó thì bom đạn đao kiếm tự tránh mình, ác độc rắn rết, những sự ác độc của gì, của kẻ cướp, của giặc giã, sự độc hại của rắn rết, của bọ cạp, của hổ đang xài báo cũng đều phải lánh xa mình. Đó, chúng ta thấy thế giới động vật còn phải tránh xa mình, yêu ma quỷ quái không có lý gì là gì, là hại được mình cả. Mà ngược lại còn có Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, chư Phật Bồ Tát luôn luôn phóng quang minh và gần gũi để gia hộ chúng ta. Cho nên khuyên bạn này, người ta nói lên chùa tụng kinh Địa Tạng về tránh được gì, vong theo và không bị bóng đè nữa, đúng đấy. Nhưng mà điều quan trọng là phải chân thành khi tụng kinh, nhất tâm khi tụng kinh, đừng có là tán tâm mà tụng kinh, tức là dùng tâm tán loạn để tụng kinh á, thì đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi, đọc cho gì, cho có doanh số, đọc cho gì có thời khóa, mà tâm thì nghĩ gì, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ ăn ngon mặc đẹp, luôn nghĩ gì, nếu mà bạn này là bạn nữ thì luôn nghĩ đến bạn nam, lúc tụng kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam á, không nghĩ trong thế, không để tâm trong kinh mà luôn nghĩ tới bạn nam, hôm qua đi chơi vui quá, nay ước gì tí nữa tụng kinh xong bạn lại để gọi điện để đi, nhắn tin để đi, sau này mãi chưa thấy bạn thì nhắn tin để đi, vân vân và vân vân. Thì tụng kinh như thế, cho dù tụng 100 năm thì vong nó vẫn cứ theo, mà bóng nó gì vẫn cứ đè. Cho nên đấy gọi là tụng kinh tán tâm, tụng kinh không nhiếp tâm, tụng kinh không chân thành thì sẽ không đạt được như nguyện đâu. Đó, có lời nói với giải thích cho bạn như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.